Bề mặt của mặt trăng sở hữu hàng triệu miệng núi lửa, nhưng một thứ khác đã thu hút rất nhiều sự chú ý. Đó là một cái hố khổng lồ hiếm có mà hóa ra lại là cái ống. Nó được tìm thấy khi tàu vũ trụ bay theo quỹ đạo mặt trăng của Nhật Bản thu thập dữ liệu về giếng trời của mặt trăng là lối vào của ống. Các nhà nghiên cứu đã nghe một kiểu tiếng vang, cho thấy đó là một khu vực trống rỗng. Họ đã phát hiện ra nhiều kiểu tiếng vang hơn ở một vài nơi gần hố, vì vậy có thể ở đó có nhiều ống mặt trăng. Nhưng trong cái ống lớn này, bạn có thể đặt cả một sân bóng và nó có thể nuốt chửng toàn bộ. Hố có hình dạng bất thường với đường kính khoảng 130 mét. Các nhà khoa học cho rằng có thể tồn tại những hang động bí mật, hệ thống đường hầm hoặc toàn bộ thế giới thần tiên địa chất ở bên dưới bề mặt. Đó có thể là nơi trú ẩn tốt cho các phi hành gia đáp xuống mặt trăng, hay thậm chí là bến cảng cho một thuộc địa mặt trăng nữa. Không ai có thể ở lại trên mặt trăng quá 3 ngày vì các điều kiện khắc nghiệt trên vệ tinh này. Nó có sự chênh lệch nhiệt độ rất lớn, bầu khí quyển thấp và không có từ trường để bảo vệ sự sống trên bề mặt khỏi những thứ như bức xạ hoặc ánh nắng gay gắt. Các phi hành gia mặc đồ vũ trụ nhưng nó không thể bảo vệ họ trong thời gian dài. Tuy nhiên, ống dung nham thì có thể. Dòng dung nham nguội đi sẽ có một lớp vỏ cứng. Vỏ sau đó dày lên và tạo ra một mái nhà phía trên dung nham đó. Dung nham tiếp tục chảy, nhưng khi dừng lại, chúng sẽ thoát ra khiến ống trống rỗng. Hành tinh của chúng ta cũng có các ống dung nham, nhưng không lớn bằng cái ống được tìm thấy trên mặt trăng. Có một loại cây đặc biệt được gọi là cây mặt trăng. Nó được trồng từ hạt giống được đưa vào trong không gian trong một sứ mệnh và sau đó đem về lại trái đất. Bạn có thể tìm thấy loại cây này ở khắp nước Mỹ. Trái đất lớn hơn mặt trăng 27% và nặng hơn nhiều. Lực hấp dẫn của chúng ta mạnh hơn. Nếu bạn thả một tảng đá xuống ở trái đất, nó sẽ rơi nhanh hơn. 60kg trên trái đất chỉ bằng 10kg trên mặt trăng. Trái đất có vô số vệ tinh quay xung quanh, nhưng mặt trăng là vệ tinh tự nhiên duy nhất. Mặt trăng được tạo thành trong một vụ va chạm lớn giữa trái đất và một vệ tinh có kích thước bằng sao hỏa. Sự việc này xảy ra vào khoảng 4,6 tỷ năm trước, ngay sau khi mặt trời và hệ mặt trời hình thành. Sau vụ va chạm, một đám mây đá bốc hơi đi vào quỹ đạo xung quanh hành tinh chúng ta, rồi nguội đi và tạo thành một vòng các vật thể rắn nhỏ. Sau đó, chúng kết hợp với nhau trở thành mặt trăng, để lại các miệng núi lửa như một lời nhắc nhở về vụ va chạm này. Nếu bạn đứng trên bề mặt của mặt trăng, bóng của bạn sẽ tối hơn trên trái đất. Lý do là vì không có bầu khí quyển để phân tán ánh sáng nên không tạo ra cái bóng sáng hơn. Một trong những vệ tinh của sao Mộc, Io có hàng trăm ngọn núi lửa và những vụ phun trào khủng khiếp, đôi khi phóng những chùm dài 400 km vào bầu khí quyển. Những vụ phun trào này xảy ra do lực hấp dẫn cực mạnh mà vệ tinh này phải gánh chịu. Bên trong, nó căng lên và giãn ra trong những lúc nó tiến đến gần và ra xa sao Mộc, nơi tạo ra đủ năng lượng cho hoạt động điên rồ của núi lửa. Không chỉ là các hành tinh, ngay cả những thiên thể khá nhỏ đôi khi cũng có vệ tinh. Năm 1993, các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra một tiểu hành tinh rộng 32 km và vệ tinh rộng 1,6 km của nó. Bạn cần 400.000 mặt trăng để có độ sáng bằng với ngôi sao ở trung tâm. Đó là mặt trời của chúng ta. Mặt trăng phản chiếu ánh sáng mà nó nhận được từ mặt trời và không tạo ra ánh sáng của riêng nó. Độ sáng phụ thuộc vào góc tạo thành giữa mặt trăng, trái đất và mặt trời. Mặt trăng cách chúng ta một khoảng 32 trái đất và gần chúng ta nhất ở một khoảng cách bằng 29 trái đất. Khi đêm tối và quang đãn thì cứ như bạn có thể chạm vào trăng tròn vậy. Nhưng nếu muốn làm việc này, bạn phải đi tới 400.000 km. Trên mặt trăng vẫn có nước, không phải vũng nước hay hồ mà là những hạt nước đá ở những phần luôn bị che khuất, gần các cực của mặt trăng. Các nhà khoa học cho rằng nước đã có trên mặt trăng từ cách đây rất lâu, trong giai đoạn cả mặt trăng và trái đất liên tục bị tấn công bởi các tiểu hành tinh và sao chổi, thứ mang theo nước đá. Quá trình đó thậm chí có thể giúp chúng ta có được các hồ nước và đại dương, không chỉ nước đóng băng ở mặt trăng. Nghiên cứu mới hơn cho biết trong mặt trăng đã có nước và nó chảy trên bề mặt trong quá trình hoạt động của núi lửa.
điều tương tự có thể xảy ra trên hành tinh chúng ta. Trong số 200 vệ tinh của hệ mặt trời, mặt trăng là vệ tinh lớn thứ 5. Vệ tinh Ganymede của sao Mộc là lớn nhất, gấp 1,5 lần vệ tinh của chúng ta. Apollo 11 là sứ mệnh mà con người lần đầu tiên đáp xuống mặt trăng. Đó là khoảnh khắc rất quan trọng, được phát sóng trên toàn thế giới. Nhưng việc này gần như bị gián đoạn bởi một cơn gió lớn xảy ra ở Úc lúc bấy giờ. Đĩa Parker được đặt ở đó, đó là vật chúng ta dùng để lấy tín hiệu phát sóng từ mặt trăng. Mặt trăng không phải là một hình tròn hoàn hảo, mà có hình dạng giống quả trứng, với phần đuôi dày hơn hướng về phía chúng ta. Hình dạng này bắt nguồn từ chuyển động quay của nó. Trăng tròn có thể khiến bạn tỉnh táo đấy. Các nghiên cứu cho thấy trong giai... Nào, giờ hãy giơ tay nếu bạn đồng ý nhé. Ai vẫn tin rằng mặt trời đi vòng quanh trái đất nào? Không ai cả. Ồ, nhưng người xưa từng nghĩ thế đấy. Mặt trời mọc đằng đông, mặt trời lặn đằng tây, mặt trời lại mọc ở đằng đông. Vì vậy, mặt trời quay quanh trái đất. Nếu dựa vào trực giác, thì điều này có vẻ như không thể chối cãi. Đúng vậy. Nhưng đó không phải là sự thật. Mặt trời không quay quanh trái đất. Ai cũng biết điều đó nhưng ngày xưa thì không. Vậy tại sao người ta vẫn tin rằng mặt trăng quay quanh trái đất, dù điều đó cũng không đúng? Chúng ta phải đi ngược về hơn 500 năm trước mới hiểu được tại sao khoa học khó thay đổi sự thật đã được chấp nhận rộng rãi ấy. Nicholas Copernicus vào khoảng năm 1510 là người đầu tiên đề xuất dùng thuyết nhật tâm cho thái dương hệ, nhưng ông đã không làm điều đó một cách công khai. Copernicus đã gửi thư riêng cho các nhà thiên văn học khác và giải thích lý do tại sao kiến thức được chấp nhận rằng hệ mặt trời có trái đất là trung tâm nên bị bác bỏ để ủng hộ hệ mặt trời nhật tâm. Đây là một hệ thống rõ ràng và chính xác hơn về mặt thiên văn học. Khó khăn của Copernicus trong việc giới thiệu hệ mặt trời nhật tâm cũng dựa vào một đổi mới về khái niệm cực kỳ táo bạo khác, đó là trái đất cũng quay. Khái niệm trái đất quay của Copernicus đã đi ngược lại năm phát biểu trong Kinh Thánh rằng trái đất được thành lập trên một cái móng cố định, không bao giờ bị dịch chuyển. Và giáo hội Công giáo sẽ không để cho thế giới quan đó bị suy yếu hay thay đổi. Vì Copernicus là tín đồ của giáo hội, nên nếu công khai thuyết nhật tâm mang tính cách mạng của mình, thì ông sẽ phải đánh đổi rất nhiều. Tuy nhiên, 100 năm sau, Galileo Galilei không quá kín tiếng như thế. Galileo đã có bằng chứng quan trắc để hỗ trợ chính mình bởi vì ông có một cái kính thiên văn. Vào năm 1610, Galileo lần đầu tiên quan sát thấy các mặt trăng của sao Mộc và theo dõi quỹ đạo của chúng. Đúng thế, các mặt trăng của sao Mộc thực sự quay quanh sao Mộc. Chúng quay quanh hành tinh khổng lồ này theo những quỹ đạo có thật, chứ không như cách mặt trăng di chuyển quanh mặt trời cùng với trái đất mà chúng ta sẽ sớm thấy. Galileo trở nên nổi tiếng hoặc khét tiếng vì ông đã khám phá ra những chuyển động quỹ đạo không quay quanh trái đất. Điều này không khớp với thế giới quan đã được chấp nhận. Nó làm xáo trộn vũ trụ luận, lấy trái đất làm trung tâm của nhân loại. Galileo quả là một nhà cách mạng. Sau đó, vào năm 1610, Galileo đã quan sát bằng chiếc kính thiên văn, chỉ có khẩu độ là 38mm, và thấy hành tinh sao Kim cũng trải qua các giai đoạn giống như mặt trăng. Trong cuốn sổ tay của mình, Galileo đã viết rằng sao Kim bắt chước mặt trăng bằng tiếng Latin. Chẳng có lời giải thích khác nào cho những quan sát này ngoài việc sao Kim quay quanh mặt trời. Mọi người không dám nhìn qua kính thiên văn của Galileo khi ông đặt nó ở quảng trường lớn Pisa. Họ quá sợ hãi khi thế giới quan của mình bị cách mạng hóa. Có vẻ lạ, nhưng hiện tại chúng ta cũng đang trải qua điều tương tự liên quan đến việc mặt trăng quay quanh mặt trời và có vai trò là một hành tinh kép đối với trái đất. Mọi người, bao gồm cả nhà khoa học, kiên quyết lấy Moon hay mặt trăng làm tên chính thức của Liên đoàn Thiên văn Quốc tế. Đây là một vệ tinh của trái đất và quay quanh trái đất. Vệ tinh này cho chúng ta thấy các pha khác nhau trong suốt một tháng âm lịch. Tháng âm lịch kéo dài 29 ngày và bao gồm các pha mặt trăng. Sách giáo khoa của chúng ta đã và đang khắc họa các pha của mặt trăng như thế, và đây cũng là điều mà ngày nay con người cho là đúng. Hãy quan sát cách trái đất làm tâm của mặt trăng và cách mặt trăng di chuyển theo một đường tròn xung quanh trái đất nào. Đây là cách nhìn địa tâm về mặt trăng. Đó là những gì chúng ta quan sát được từ trái đất. Trăng mọc, trăng lặn, trăng lại mọc. Do đó, trăng quay quanh trái đất. Nhưng đó không phải là những gì đang xảy ra trong không gian. Bây giờ chúng ta không thể làm theo cách của Copernicus đối với mặt trăng nữa rồi.
chúng ta cần nhìn nhận mặt trăng theo thuyết nhật tâm, giống như cách chúng ta nhìn nhận những thứ khác trong hệ mặt trời. Trước hết, quan điểm địa tâm về các pha của mặt trăng cho thấy trái đất đứng yên và nằm ở trung tâm đường đi của mặt trăng trong suốt tháng. Nhưng trái đất không hề đứng yên. Chúng ta đang phóng quanh mặt trời với tốc độ rất cao, trong khoảng từ 106.000 km/h đến 109.000 km/h. Do đó, bất cứ hình ảnh nào về mặt trăng quay quanh trái đất đứng yên đều cực kỳ sai lệch. Thật đấy, vô cùng sai. Cách nhìn nhật tâm về trái đất và mặt trăng chuyển động cùng nhau trong vũ trụ sẽ như thế này. Mặt trăng không quay quanh trái đất, mà đang di chuyển cùng với trái đất, xung quanh mặt trời. Đường đi của mặt trăng quanh mặt trời là một đường hình sin tới lui trên đường chuyển động không ngừng về phía trước của trái đất. Mặt trăng cũng luôn di chuyển tới phía trước, nó không bao giờ đi ngược về phía mặt trời hay trái đất. Vì luôn chuyển động về phía trước và có dạng hình sin, nên đường đi của mặt trăng không đủ điều kiện làm quỹ đạo, giống cách các vệ tinh khác trong hệ mặt trời quay quanh hành tinh của chúng theo đường elip. Do đó, phát biểu mặt trăng quay quanh trái đất là sai. Mặt trăng quay quanh mặt trời cùng với trái đất, hoặc mặt trăng và trái đất cùng quay quanh mặt trời là những câu nói mà Copernicus và Galileo sẽ tán thành. Nhưng khoa học ngày nay khó chấp nhận cách nhìn nhật tâm đối với mặt trăng. Có lẽ sẽ có quá nhiều cuốn sách cần được tái bản và rất nhiều giáo sư thiên văn sẽ phải thừa nhận rằng họ đã nhầm nhọt suốt sự nghiệp của mình. Theo đó, những lời phản đối được đưa ra nhằm... Đây là bước đi nhỏ bé của một con người, nhưng là bước tiến khổng lồ của cả nhân loại. Neil Armstrong, người đầu tiên đặt chân lên mặt trăng đã nói, anh ấy đã ở đó cùng với Buzz Aldrin trên bề mặt của mặt trăng trong 2 tiếng rưỡi. Quá trình chuẩn bị cho dự án này diễn ra mất vài năm và tất cả các thiết bị mà các phi hành gia mang theo nặng hơn 77kg. Việc hạ cánh trên mặt trăng không hề dễ dàng. Trong lịch sử, người ta đã thử sức rất nhiều lần nhưng đều thất bại. Ví dụ, các phi hành gia trong một chương trình Apollo đã có đủ nhiên liệu để đưa con người lên mặt trăng chỉ trong 3 ngày. Tuy nhiên, vì muốn tiết kiệm nhiên liệu nên họ đã mất hơn 1 tháng mới đến được đó. Không có GPS cho bạn biết chính xác nơi hạ cánh. Tàu vũ trụ di chuyển rất nhanh và phải giảm tốc độ trong chân không với thông tin không đầy đủ. Nhưng kể từ năm 1969, 12 người đã bước đi ở đó. Cho đến nay, mặt trăng là thiên thể duy nhất mà con người từng ghé đến. Những nơi khác chỉ có robot mà thôi. Nhưng tất cả họ đều chỉ đến trong một thời gian ngắn. NASA đã công bố chương trình nghiên cứu về sự hiện diện lâu dài trên mặt trăng. Điều đó sẽ giúp ích cho nghiên cứu khoa học và có thể là một ý hay để học cách tồn tại lâu dài trong các nhiệm vụ khác, chẳng hạn trên sao Hỏa. Hãy tưởng tượng bạn là người thứ 13 lên mặt trăng. Sự tĩnh mịch đến đáng sợ, bụi mặt trăng dưới chân bạn và chẳng có gì ngoài bầu trời đen vô tận tràn ngập sao sáng. Nhưng bạn không có thời gian để chiêm ngưỡng cảnh đẹp. Có nhiều vấn đề cần giải quyết trước khi hạ cánh. Trước hết, cơ thể của chúng ta giống như những cỗ máy thích nghi với các điều kiện trên trái đất như trọng lực, bầu khí quyển, không khí chúng ta hít thở và thực phẩm mà chúng ta ăn. Trái đất là nơi chúng ta hoạt động ở mức tối ưu. Lực hấp dẫn của chúng ta mạnh hơn trên mặt trăng 6 lần, tức là so với trái đất, mặt trăng gần như là chân không. Dù bạn có làm gì thì việc nín thở trong điều kiện như vậy cũng không hề thông minh. Chân không sẽ hút không khí từ cơ thể bạn. Oxy ở bên trong sẽ giãn nở cùng với chất lỏng trong cơ thể. Chúng sẽ ép vào mạch máu và mô của các cơ quan. Vóc dáng, chân và tay của bạn đều sẽ mất đi hình dạng hiện tại và sẽ phồng lên như một quả bóng, gấp đôi kích thước bình thường. Nếu ở trong trạng thái đó quá lâu, bạn sẽ không thể sống sót. Nhưng bạn sẽ không phát nổ. Da của bạn khá đàn hồi và nó sẽ giữ cơ thể của bạn lại với nhau. Các chất lỏng tiếp xúc với cơ thể sẽ bay hơi. Bề mặt của mắt và da đều sẽ sôi lên. Nước bọt cũng sẽ sôi lên trên lưỡi của bạn theo đúng nghĩa đen. Nhưng máu thì vẫn ở dạng lỏng. Các thành mạch sẽ bảo vệ để máu không bị sôi lên. Không có khí quyển nghĩa là không có oxy. Lượng oxy có sẵn trong phổi của bạn sẽ nhanh chóng mất đi và bạn sẽ chẳng có gì để hít vào. Nếu các cơ quan của bạn không nhận được oxy, thứ thường được vận chuyển đến các bộ phận khác nhau của cơ thể thông qua máu, bạn sẽ ngất đi vì não ngừng hoạt động. Điều này sẽ xảy ra trong 15 giây đầu tiên. Đó là khoảng thời gian cơ thể bạn có để dùng lượng oxy còn lại trong máu nhằm duy trì hoạt động của não bộ. Ở trong trạng thái ấy lâu hơn nữa và tạm biệt nhé.
không có tầng ozone, không có từ trường mạnh. Bầu khí quyển của mặt trăng có mật độ tương tự như các tầng trên cùng của khí quyển trái đất, nơi chúng ta có trạm vũ trụ quốc tế ISS. Điều đó có nghĩa là cơ thể của bạn sẽ tiếp xúc với toàn bộ bức xạ ion hóa nguy hiểm từ vũ trụ mà chúng ta vốn không thể cảm nhận được vì các tầng xung quanh trái đất đã bảo vệ cho ta. Trên trái đất, cơ và xương của ta được điều chỉnh để chống lại lực hấp dẫn. Không có trọng lực, cơ bắp sẽ sụt giảm và xương của ta sẽ trở nên yếu đi. Giống như những gì đã xảy ra với cá giọt nước, một sinh vật biển trông có vẻ như là loài động vật buồn nhất trên trái đất. Loài cá này sống sâu dưới đại dương, khi ở đó trông nó cũng giống như bao loài cá khác, chỉ hơi đáng sợ hơn một chút. Tuy nhiên, khi hòa mình vào không khí trong lành, cơ thể của nó phẳng lì và trông giống một chiếc bánh pudding buồn bã, kỳ quặc. Tất cả là do sự chênh lệch về áp suất. Mặt trăng sẽ khiến bạn trông giống như cá giọt nước vì sự thay đổi mạnh mẽ của áp suất khí quyển. Không có áp lực nào bó chặt cơ thể bạn. Khi ở trên trái đất, một cột không khí ép một khối lượng khoảng 15 đến 20 tấn lên toàn bộ bề mặt của cơ thể bạn. Chúng ta không nhận thấy điều này do cột khí phân bổ đều và ép cơ thể từ mọi phía. Bên trong cơ thể bạn cũng có không khí. Áp suất bên trong giống như khí quyển và trên bề mặt của mặt trăng không có áp lực nào từ bên ngoài hỗ trợ cho nó. Ở trên đó cũng rất lạnh. Nhiệt độ thay đổi đáng kể từ 120 độ C vào ban ngày sang âm 133 độ C vào ban đêm. Một ngày trên mặt trăng kéo dài 29 ngày trái đất. Nghĩa là đây là năm 2065. Bạn đang đứng trên bề mặt đầy bụi của mặt trăng để nghiên cứu loạt tấm pin mặt trời mới nhất giúp cung cấp năng lượng cho lưới điện của thành phố. Đột nhiên, mặt đất bắt đầu rung chuyển. Có phải là động đất trên mặt trăng không? Hay là những cậu nhóc sinh ra trên này lại tổ chức tiệc ở tòa thị chính? Bạn nhìn lên trái đất. Bạn đã quá quen với nó nên thậm chí không để ý đến nó nữa. Nhưng bây giờ nó trông rất khác. Bạn sẽ mất vài phút để biết lý do. Nó dường như đang co lại. Bạn hoảng sợ. Trái đất đang di chuyển ra xa. Mặt đất lại rầm rầm. Bạn tìm hiểu xem chuyện gì đang xảy ra. Trái đất không chuyển động mà là nơi bạn đang đứng. Mặt trăng đã tách khỏi quỹ đạo của nó và đang hướng ra ngoài không gian sâu thẳm, điểm đến không xác định. Điều kỳ lạ là sự việc đang xảy ra ngay lúc này và đã được một thời gian rất dài. Nó thậm chí còn ảnh hưởng đến độ dài của một ngày. Cuối cùng, tất cả sẽ cộng hưởng lại và ảnh hưởng đáng kể đến các đại dương trên hành tinh chúng ta. Để biết chuyện gì sẽ xảy ra, hãy quay lại một chút để tìm hiểu nhé. Mặt trăng đã ở gần chúng ta trong khoảng 4,51 tỷ năm. Có một số giả thuyết về cách mặt trăng hình thành. Giả thuyết chính là nó được tạo ra khi một vật thể lớn va vào trái đất non trẻ. Hệ mặt trời sơ khai là một nơi hỗn loạn. Một số thiên thể được tạo ra không thể trở thành một hành tinh hoàn chỉnh. Một trong những thiên thể lớn bằng sao hỏa đã va vào trái đất và ném những khối vỏ khổng lồ của hành tinh chúng ta ra ngoài không gian. Lực hấp dẫn đã phát huy tác dụng và gắn kết các phần riêng biệt này lại với nhau. Điều này giải thích tại sao mặt trăng được tạo ra từ các hạt nhẹ hơn loại hạt mà chúng ta tìm thấy trên trái đất. Hàng tỷ năm sau, chúng ta đã quen với việc có mặt trăng bên cạnh. Nó ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Rõ ràng nhất là sự lên xuống của thủy triều. Lực hấp dẫn hoặc lực thủy triều mà mặt trăng tác động lên trái đất sẽ tạo ra thủy triều. Lực này làm cho tất cả nước trên bề mặt trái đất, phần gần mặt trăng nhất sẽ dâng lên. Một lời giải thích rất ngắn gọn là nó đẩy vào từ trên đỉnh của hành tinh chúng ta và cũng từ dưới cùng, đồng thời đẩy ra từ hai bên cùng một lúc. Trái đất cũng có ảnh hưởng đến mặt trăng. Chúng ta sẽ nói về vấn đề này sau. Nhưng có vẻ như mặt trăng không thích chúng ta ở gần nhiều như chúng ta nghĩ. Nó đang dần đi ra xa khỏi trái đất ngay lúc chúng ta đang nói đây. Mặt trăng có vẻ sẽ nhỏ lại hoặc lớn lên tùy vào chu kỳ, nhưng thực tế nó chỉ bằng hơn 1/4 hoặc 27% kích thước của trái đất. Đường kính của quỹ đạo mặt trăng xung quanh chúng ta là gần 768.000 km, nhưng con số này đang tăng thêm 3,8cm mỗi năm. Hiển nhiên, như vậy có nghĩa là nó di chuyển ra xa 3,8cm mỗi năm. Để giúp giải thích tại sao, chúng ta phải phân tích mối quan hệ của trái đất với mặt trăng kỹ hơn một chút. Cả hai thiên thể đều được hóa thủy triều. Chúng ta được đồng bộ hóa theo cách để luôn nhìn thấy một bên của mặt trăng. Bên chúng ta không bao giờ nhìn thấy, thường được gọi là mặt tối, nhưng điều đó không hoàn toàn đúng. Khi mặt trăng quay quanh trái đất, các vùng khác nhau nằm trong ánh sáng mặt trời hoặc bóng tối vào những thời điểm khác nhau. Sự thay đổi về độ chiếu sáng này là do mặt trăng trải qua các giai đoạn khác nhau của nó. Lực thủy triều không chỉ ảnh hưởng đến đại dương của chúng ta, mà còn đến trái đất.
Nhưng vì trái đất có cấu trúc cứng hơn nước nên thủy triều trên các vật chất rắn hơn như lớp vỏ trái đất có tác động nhỏ hơn nhiều. Các lực thủy triều là độc lập. Trường hấp dẫn của trái đất cũng sẽ áp thủy triều lên mặt trăng. Một lần nữa, vì chúng ta không nói về nước nên ảnh hưởng là rất nhỏ nhưng vẫn có. Sự giao thoa giữa các lực thủy triều này khá phức tạp. Bên trong của cả hai vật thể đều bị nung nóng bởi các lực thủy triều này. Giống như lực áp suất lên bất kỳ vật thể nào cũng có thể tạo ra ma sát hoặc nhiệt của chính vật thể đó. Lấy ví dụ như sao Mộc và vệ tinh của nó là Io. Lực thủy triều của hành tinh khổng lồ này lớn đến mức trên bề mặt của Io, vốn là rắn, có thể nâng lên và hạ xuống vài chục mét mỗi chu kỳ quay. Nhiệt sinh ra có nghĩa là bên trong Io rất có thể bị nóng chảy. Kết quả là bề mặt của nó bị bao phủ bởi các núi lửa đang hoạt động. Đó là một trong những nơi hỗn loạn nhất về mặt địa chất trong hệ mặt trời. Dù bỏ qua cái nóng, đó chắc chắn vẫn không phải là nơi để đưa gia đình đi nghỉ mát mùa hè. Trở lại trái đất nhé. Hành tinh của chúng ta quay trên trục cứ sau mỗi 24 giờ và mặt trăng quay một vòng quanh chúng ta trong 27,3 ngày. Chỗ phình ra trên trái đất thực sự làm tăng tốc độ của mặt trăng. Trái đất kéo mặt trăng lên trước trong quỹ đạo của nó. Nói cách khác, sự phình ra của trái đất làm tăng bán kính quỹ đạo của mặt trăng xung quanh chúng ta. Trong khi điều này đang xảy ra, mặt trăng kéo chỗ phình lên do thủy triều trên trái đất xuống, làm chậm tốc độ quay của nó, mặc dù chỉ là một phần nhỏ, rất nhỏ. Điều này có nghĩa là 100 năm nữa, một ngày trên trái đất sẽ dài hơn 20 giây so với hiện tại. Chớp mắt một cái là bạn sẽ bỏ lỡ nó, theo đúng nghĩa đen luôn. Ngoài ra, do trái đất lớn hơn nên lực hấp dẫn mạnh hơn, điều này khiến mặt trăng tăng tốc chậm rãi. Qua thời gian, quỹ đạo của nó sẽ càng lớn. Điều này đưa chúng ta trở lại con số 3,8 cm. Nghe có vẻ không nhiều, nhưng trong một thời gian dài, con số này sẽ trở nên đáng kể. Hãy đi tới tương lai khoảng vài tỷ năm tính từ hiện tại, khi chúng ta thấy quỹ đạo của mặt trăng lớn đến mức đã rời bỏ sự thoải mái khi ở cạnh chúng ta vĩnh viễn. Vậy điều gì sẽ xảy ra với đại dương trên trái đất? Bạn đoán đúng rồi. Thủy triều sẽ không còn nữa. Điều đó sẽ khiến các vùng biển trở nên rất yên tĩnh cho mọi con thuyền. Đó là nếu con người còn sống sau 50 tỷ năm nữa. Trước thời điểm đó, do sự khóa thủy triều làm chậm tốc độ quay của trái đất